Xin chào các bạn, để tiếp tục các video về hướng dẫn sử dụng AutoCAD 2021 thì trong quá trình làm chúng ta có thể chuyển file từ PDF qua AutoCAD hoặc là AutoCAD qua PDF. Thì trong buổi hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta chuyển qua lại giữa PDF và AutoCAD hoặc là chuyển từ file AutoCAD qua các file ảnh. Thì đầu tiên chúng ta có cái file AutoCAD như thế này, chúng ta có thể chuyển qua file PDF và file ảnh như sau. Thứ nhất này, đầu tiên chúng ta chuyển qua các file ảnh ấy, thì các bạn vào file này, rồi sau đó các bạn thấy vào chỗ export, nó yêu cầu mình là cái vị trí mà lưu cái file. Giả sử tôi vào cái chỗ bản vẽ AutoCAD, tôi đặt tên của nó là trục bậc 1 đi ha, 1. Rồi sau đó tôi chọn cái đuôi ở dưới này này, có rất nhiều cái đuôi để mà các bạn lựa chọn nha. Ví dụ giả sử ở đây tôi chọn cái đuôi là IGS này. Rồi sau đó là gì ạ? Tôi chọn chữ cell. Như vậy là gì ạ? Là nó đã lưu vào cái địa chỉ. Bây giờ nó tiếp tục này, nó yêu cầu mình hãy chọn cái đối tượng, thì các bạn quét cái đối tượng này này. Rồi sau đó là Enter và Close. Như vậy là gì ạ? Cái file ảnh của chúng ta nó sẽ lưu ở trong cái đây là file là trục bậc 1 này, ở dạng là đuôi là IGS. Cái thứ hai này là bây giờ chúng ta chuyển từ AutoCAD qua PDF này thì cũng sử dụng cái lệnh plot. Các bạn vào file này, rồi các bạn vào plot này, thì ở trong đây á nó sẽ có nhiều nha. Đây ví dụ bây giờ là gì ạ? Đầu tiên là writer hay plotter. Thì ở đây nếu các bạn có máy in thì ta in rồi, không nói làm gì. Trong trường hợp là chúng ta muốn chỉnh qua PDF thì các bạn là chọn vào chỗ DWG to PDF. Như vậy là gì ạ? Nó chỉnh cái file là DWG của AutoCAD chỉnh qua cái file đuôi của ta là PDF. Thứ hai này, các bạn chọn ở bên chỗ plot style table, các bạn chọn là mono chart, tức là in không phân biệt màu sắc nha. Cái thứ hai này, ở cái chỗ quality này các bạn chọn là normal cũng được, hoặc là các bạn chọn chỗ ráp được cho nó khỏi bể ha. Tiếp theo là ở phần phía dưới này là các bạn có thể là portrait hoặc là landscape, tức là cái chiều ngang hoặc là chiều dọc của giấy á. Rồi sau đó là paper size thì các bạn chọn ở đây là cho mình cái, ví dụ giả sử tôi muốn chọn A4 thì các bạn chọn ISO full black A4 nha. Rồi ở đây á có rất nhiều lựa chọn nha. Ví dụ bây giờ các bạn có thể chọn là customer hoặc là tỷ lệ 1:1, nhưng ở đây là tôi chọn cái phương pháp chúng ta in theo cái window, cái bản vẽ tôi có rồi, khung vẽ tôi có rồi, thì tôi chọn như thế này là tôi chọn fit to paper. Rồi bây giờ các bạn chọn cái khổ in á. Rồi ở đây các bạn thấy này, phía dưới này các bạn là center the part block, tức là tôi chọn in từ trong in ra, và các bạn chọn chữ window này. Rồi chúng ta nhấp chuột trái vào góc trên của cái bản vẽ và nhấp vào góc dưới của bản vẽ. Như vậy là cái vùng mà chúng ta vừa mới quét xong á, nó sẽ chính là cái vùng mà chúng ta in ở trên cái PDF. Rồi để kiểm tra xem nó đúng với chiều của khổ giấy chưa, tôi giả sử tôi lấy về này nha, tôi lấy portrait nha. Rồi các bạn preview. Như vậy là gì ạ? Ở đây khổ giấy nó không đúng, đúng không? Cái chiều khổ giấy thì chiều đứng mà các bạn vẽ nằm ngang. Vậy các bạn phải ấn chuột phải này, các bạn chọn exit ha. Các bạn chọn exit và các bạn chọn cái hướng landscape. Đây, và các bạn chọn preview. Thì như vậy là gì ạ? Cái khổ giấy của chúng ta nó đúng theo cái chiều của cái bản vẽ. Sau đó là gì ạ? Các bạn ấn chuột phải và các bạn chọn chữ plot. Thì sang cái file bản vẽ, đây cái nơi mà tôi lưu đây á, thì các bạn chọn cho tôi, ví dụ như giả sử như ta chọn là trục bậc 2 đi ha, trục bậc 2. Bậc 2. Rồi đó các bạn ấn chữ cell. Như vậy thì là gì ạ? Là chúng ta sẽ có cái file PDF. Đây, cái file của chúng ta vừa mới lưu xong đây là trục bậc 2. Như vậy là chúng ta dễ dàng là gì ạ? Khi chúng ta vẽ trong phần mềm AutoCAD, nhưng mà các bạn có thể gửi cái file này cho cái người khác mà người ta không có AutoCAD, người ta có thể kiểm tra, người ta xem được. Và trong trường hợp thứ hai là khi mà gì ạ? Khi mà ta có bản vẽ PDF á, thì bây giờ là muốn chỉnh qua AutoCAD thì chúng ta làm như thế nào? Thì ở đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái cách mà chúng ta có thể là sử dụng để chỉnh từ PDF sang AutoCAD. Cái cách thứ nhất này, các bạn vào Insert này, thì ở trong cái thanh phía dưới á có chỗ PDF underlay, đúng không? Các bạn ấn vào em PDF underlay. Rồi các bạn chọn, ví dụ như bây giờ là gì ạ? Giả sử tôi chọn là trục bậc 2 và tôi chọn Open.
ở đây cái bảng này nó sẽ nổi ra ha. Thứ nhất là page line, tức là cái kiểu mà chúng ta chọn cái đường dẫn tốt nhất á, thì là chúng ta nên chọn là relative page, được chưa? Các bạn chọn cái này, và cái chỗ này là insertion point, tức là cái điểm mà một cái chúng ta chỉ định một cái điểm ở trên màn hình nhá, hoặc có thể là gì ạ, chúng ta nhập theo cái tọa độ XOY để mà các bạn vẽ của các bạn nó bắt đầu từ cái điểm đó. Thứ hai bên này này thì có cái specify on screen, tức là gì ạ, đây ta chọn cái chỗ này này, là chúng ta có thể là chọn cái mặc định của máy là cái tỷ lệ 1:1, hoặc các bạn có thể nhập cái tỷ lệ tùy mình. Còn ở dưới này cái rotation là cái bàn vẽ, các bạn có thể quay, ví dụ giả sử như đang nằm ngang, bây giờ muốn thẳng đứng thì các bạn nhập vào đây và các bạn nhập 90 độ vào đây. Còn trong trường hợp mà nếu các bạn chọn cái dấu tích ở đây thì là gì ạ, mặc định theo cái gì, các cái vị trí của máy nó chọn nha. Và là gì ạ, ở đây chút xíu này là chúng ta phải nhấp chuột thì nó mới chọn nha, chọn đây sẽ ok. Như vậy là gì ạ, cái bàn vẽ của chúng ta là enter ha, ta nhấp lại enter, có xoay hay không, ví dụ như là không thì enter đó. Thì cái bàn vẽ của chúng ta nó cũng chuyển qua được AutoCAD, nhưng mà ở đây có một cái nhược điểm là khi mà các bạn chọn cái chỗ insert á, thì nó là tồn tại ở dạng file ảnh và chúng ta không thể sửa được nha các bạn, chúng ta không thể sửa được. Vậy có cái cách nào mà chúng ta chuyển từ PDF sang AutoCAD chúng ta sửa được hay không? Thì xin thưa với các bạn, đó chính là có ha. Chúng ta sử dụng như sau. Bây giờ nha, giả sử tôi muốn chuyển một cái file PDF sang AutoCAD mà có thể sửa được ở bên AutoCAD, chúng ta làm như sau. Các bạn vào file này, các bạn vào cái chỗ phía dưới đây, các bạn có chỗ import, các bạn ấn chuột trái vào import. Thì là gì ạ? Ở đây là gì ạ? Cái file nó sẽ chỉ đến cái file, cái địa chỉ mà chúng ta lưu cái file PDF. Giả sử tôi chọn trục bậc 2 nha, rồi tôi chọn open. Thì cái cửa sổ hay cái hộp thoại nó hiển thị ra. Các bạn nhớ cho mình là tích ba cái chỗ như thế này. Đây ha. Tức là cái thông tin mà từ cái file PDF để chúng ta import, để chúng ta chuyển qua, thì các bạn đánh ba dấu tích vào đây. Từ cái kiểu rồi nó y chang giống như bản gốc. Và ở phía dưới đây này, các bạn cũng chọn cho mình ba cái dấu tích. Nhưng mà đừng chọn cái chỗ này, là tức là nó block, nó sẽ khóa nha. Và cái chỗ dưới này chúng ta bỏ đi. Chúng ta chọn như thế này để không bị vỡ đối tượng. Và bên đây này là chúng ta có thể là chọn cái kiểu layers của PDF, thì là gì ạ, các bạn có thể tạo hoặc là chọn cái layers hiện hành. Thì thôi bây giờ chúng ta sử dụng cái layers của PDF nha. Ở đây là ở đây này có cái tỷ lệ, ví dụ bây giờ chắc các bạn để tỷ lệ 1:1 thì các bạn chọn tỷ lệ như thế này. Còn là gì, ở bên đây là rotation, tức là gì ạ, các bạn có thể xoay, thì ở đây nó có thể cho các bạn xoay cái đối tượng là ở đây là 0 90 độ, 180 độ hoặc 270 độ, tùy các bạn nha, các bạn muốn xoay nào hướng nào cũng được. Và ở đây là cái gì, tỷ lệ paper là tỷ lệ 1:1, total đây là 1. Và đây là khi mà nó chuyển qua này á, nó chuyển các bạn là hồi nãy chúng ta chọn là đơn vị là mm thì nó sẽ chuyển ra ở bên đây, chúng ta cũng gõ là mm nha. Rồi sau đó các bạn bấm là ok. Ví dụ tôi nhấp vào đây. Thì như vậy là gì ạ? Cái bản vẽ của chúng ta nó cũng có giống như cái bản vẽ chúng ta chỉnh như thế này. Nhưng mà trong trường hợp này á, cái bản vẽ này á, là chúng ta có thể sửa được ha. Các bạn có thể sửa được kích thước như thế này. Và bây giờ chúng ta kiểm tra xem nó có đúng hay không nha. Có đúng khi mà chuyển sang tỷ lệ có đúng hay không nha. Ví dụ đây tôi chọn đây. Đây như vậy là gì ạ? Ta thấy là tỷ lệ là hoàn toàn chính xác ha. Hoàn toàn chính xác. Thì như vậy là gì ạ? Là trong cái quá trình làm thì chúng ta có thể là gì ạ? Chuyển từ cái file AutoCAD sang file PDF và chuyển từ cái file PDF sang AutoCAD. Và chú ý trong trường hợp nếu ví dụ bây giờ các bạn chuyển từ PDF sang AutoCAD thì các bạn phải điều chỉnh cái layers nha. Thì chúng ta phải chọn cái layers trong này này. À. Chúng ta phải lựa chọn cái layers trong này để mà để quản lý cái đối tượng. Thì cái file, cái video mà hướng dẫn về layers thì tôi có nói rồi ha. Chúng ta điều chỉnh như thế này. Thì như vậy là gì ạ? Là chúng ta hoàn toàn có thể chuyển từ AutoCAD sang PDF và ngược lại một cách rất là dễ dàng. Với cái chia sẻ hôm nay, hy vọng rằng sẽ giúp ích cho các bạn trong cái quá trình mà chúng ta chuyển đổi cái bản vẽ từ AutoCAD sang PDF và ngược lại từ PDF sang AutoCAD. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.